Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc, quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50 phiên bản 2.2, số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này đặc biệt, mới lăn bánh có 3.7 km thôi. Đồng hồ chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn không tua nhé. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì còn đẹp và còn nguyên bản nhé, nguyên bản từ dàn lốp. Dàn lốp theo xe còn rất là dày và rất là mới. Chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ xịn như là vai để thao, màn hình Android, rồi camera lùi, rồi khóa thông minh, đề nổ start top, đề nổ từ xa. Đấy, rất là nhiều đồ xịn. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn. Và chiếc xe này là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn này, không tai nạn này, không ngập nước này, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Và những chiếc xe đăng ký và chạy ở Hà Nội là đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mazda BT50 2021 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 số tự động 2021 này. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda BT50 2021 lăn bánh 3.7 km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.